đây là những con chim mà mình đã úm nuôi bón đến lúc nó biết ăn lúa rồi, mình không phải bón nữa. Mình cho ra đây mình nuôi. Mình tầm này là mình có thể bán chim giống cho các bạn cách yên tâm rồi. Đó. Những cái chú chim này ta gọi là những chú chim ăn độc lập rồi. Đó, đây là giống chim của thao cu gái. Đa phần là nó là giống mã ngỗng phấn hồng. Tầm này thì sau khoảng một thời gian nữa nó sẽ bật cườm. Đó. Các bác thấy là mình chim rất là khỏe mạnh đúng không? Mình sẽ chụp một vài cái clip video cái hình ảnh gửi lên Facebook, trên YouTube để cho các bác tham khảo. Này. Mình chân đeo số đôi nào vào đôi đấy hết rồi các bạn. Đây là cú thái thế thôi. Đó. Mình nuôi ở đây thì mình nuôi nó hoang dã lắm các bạn. Nuôi hoang dã lắm. Không có đây, bầu trời mênh mông đấy. Không có mái che đâu. Nhưng mà chính vì thế chim rất là khỏe. Đấy. Chim rất là khỏe. Đó, các bác thấy chim rất là mượt. Đuôi dài. Đấy. Đấy, chim rất là khỏe. Đấy. Cái loại này là loại đã độc lập, ăn uống tốt rồi. Chim khá là đẹp, khá là thuần đúng không ạ? Đó, mình dí cái điện thoại trông nó cũng lạ lạ, mọi hôm là mình không cầm điện thoại. Nhìn bố mẹ, trang trại, vườn trại của mình nó đơn giản lắm. Đấy. Một số chim ấp thì mình mới cho vào mái tre như này. Còn chim ấp cho vào mái tre. Đấy. Còn chim nuôi hậu bị mình cứ cho ra ngoài trời, nắng mưa. Tất nhiên là vẫn phải tre nhưng mà nó rất thoáng. Quý vị các bạn muốn đặt những chú chim giống về chủ đề chim cu gáy, đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay trên YouTube và Facebook của Thao Chim Cu Gáy. Số điện thoại là 01 63 53 05 982. Chim vú nuôi dùng máng uống tự động rất là sạch sẽ. Đó. Đang nuôi con. Dàn này là dàn bố mẹ quý hiếm đang ấp nuôi con rất là ok.